Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Suối Tiên. Và sau lưng Tuấn đây đó là một mảnh vườn hiện tại đang trồng xoài. Và mảnh vườn này Tuấn định giới thiệu cho quý anh chị, cho những nhà đầu tư thích làm vườn. Vì đây, mình rất là đẹp. Để Tuấn quay cam trước cho mọi người. Đây là khung cảnh xung quanh lô đất. Và đây chính là lô đất mà mảnh vườn là Tuấn định giới thiệu cho quý anh chị thế này. Mảnh vườn này có tổng diện tích là 1.001 m². Ngang của nó là ngang 20 từ trụ này sang cuối trụ bên kia. Và hiện tại trên đất đang là trồng xoài tứ quý. Đây. Ngang 20. Đất là vuông vắn, sâu vào bề dài chắc là khoảng được 5 m² ấy. Đằng sau vuông vắn xung quanh đều là nhà vườn, người ta đã rào sẵn rồi nên mà đất của mình là cũng ranh giới rõ ràng. À, đây. Rất là đẹp. Quý anh chị mua mảnh này chỉ cần cải tạo, cắt bớt cỏ, mình có thể làm xây thêm trồng thêm một cây trái ở đây, thỉnh thoảng mình có thể lên đây thu hoạch. Con đường của nó thì con đường đất 4 m. Đây, ra đằng kia là đường bê tông rồi chứ không phải đường đất nữa. Nó đi rất gần hương lộ 39, cách hương lộ 39 rơi độ khoảng tầm 300 m. À, tầm khoảng độ 300 m. Đây bên này là đối diện là nhà dân luôn, là vườn của người ta, nhà dân người ta ở luôn đó. Đây là đường ống nữa rồi. Điện thì vào, điện nước có vào tận nơi. Đất thì đất thuộc Suối Tiên. Đằng sau là lối, trước cũng là mảnh vườn, đất nhìn nó rất là thoáng. Và rất là đẹp. Vâng, quý anh chị là quan tâm đến sản phẩm sản phẩm này thì liên hệ Tuấn ngay qua số Zalo Tuấn ghim trên ở phía trên màn hình, hoặc có thể là gọi điện để Tuấn có thể tư vấn trực tiếp. Và quý anh chị hãy đăng ký kênh của Tuấn để có thể đón nhận những sản phẩm mới nhất mà Tuấn cập nhật hàng ngày ở trên kênh của Tuấn. Rồi, Tuấn cảm ơn mọi người.